Em Dư Hoàng mến chào quý anh chị, cô bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay thì em vừa mới lắp xong bình con xe 133 Blue để gửi cho một bạn gái đặt của bên Dư Hoàng. Bạn này ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận mọi người nhé. Thì nhân tiện cái con xe này thì em cũng sẽ review luôn. Con này thì mới cập nhật lên phiên bản mới cho nên là nó nhiều tính năng hay. Tuy nhiên giá tiền thì không thay đổi mọi người nhé. Đầu tiên đây, con xe này là hãng KS Buy này. Dòng xe này đã mình đã bán rất nhiều và nâng cấp nó lên rồi nhé. Tất cả thì mọi người có thể nhìn thấy là cái phần nhựa của con xe này là nhựa nguyên sinh và tất cả cái quai này, cái phần ốp này đều là nhựa nguyên sinh nhé, chứ không phải là nhựa đen nhé. Thì những xe kia như hôm trước mình giới thiệu đấy thì cái bản phiên bản rẻ đấy thì một nửa nó là sự nhựa đen đấy. Và lát nữa thì em sẽ báo giá luôn cho quý chị cô bác, cả giá bao ship tận nhà luôn đấy. Thì đầu tiên thì em sẽ cho mọi người xem cái IC con xe này nhé. IC của con xe này nó là IC đúc đấy, em mở sẵn ra đây IC đúc nhé. Thường thường những cái dòng xe đấy này nó rất là dễ dàng thao tác và xử lý luôn. Nếu mà chẳng may con xe nó bị lỗi thì thường thường nó hay lỗi ở những IC này nhé. Mọi người chỉ cần rút ra cho em ba cái rác này thôi đấy, rút ra 1, 2, 3 cái rác này và tháo bao nóc ở đây ra là gửi về cho em sẽ bảo hành cho mọi người nhé, rất là đơn giản đấy. Con xe điện thì nó hay lỗi ở cái IC và bình thôi, tuy nhiên thì những cái phần đấy nó cũng là hãn hữu thôi. 100 con xe thì may là 1, 2 con bị nhé, nên mọi người yên tâm. Rồi cái thứ hai, xe thì được trang bị thêm tính năng đó là parking nhé, nút P an toàn. Khi mà người bật chìa khóa xe lên thì vặn ga xe sẽ không chạy được đó. Tránh trường hợp là có trẻ em đứng trước hoặc là khi mọi người bật lên rồi mà không nghe tiếng nổ, không nghe thấy hiện tượng gì thì mọi người vặn ga thì nó vọt đi thì gây nguy hiểm nhé. Thì cái xe này đã khắc phục được hiện tượng đó. Mọi người phải nháy phanh này, nhả ra này, phanh bên nào cũng được nhé, bên này cũng được mà bên này cũng được. Mọi người nhả phanh ra thì xe bắt đầu nó mới khởi động nhé. Đấy, tính năng rất là hay, mọi người ăn tiền đấy nhé. Đây đằng trước này, xe được trang bị đèn LED. Cái đèn LED này có thể thay đổi theo từng lô mọi người nhé. Đấy, con lô thì có này, con lô thì không, tuy nhiên giá tiền vẫn như nhau. Đó. Bên trên là được trang bị đồng hồ điện tử này, rất đẹp. Có cả công tơ mét nhé. Một lát nữa thì em sẽ chạy thử ngoài đường cho mọi người xem, để xem cái hiệu năng của con xe này chạy chính xác được bao nhiêu km. Còn đây là vạch báo pin này, có tất cả đây là 2, 4, 5 vạch, 4 vạch xanh và 1 vạch đỏ. Khi mọi người chạy trên đường mà 4 vạch xanh này nó xuống từ từ đến khi nào vạch đỏ thì mọi người có thể sạc nhé. Sạc thì từ 9-10 tiếng thì xe sẽ đầy, tự ngắt, có hệ thống tự ngắt. Đấy. Đằng trước đây, na răng là bằng hợp kim mọi người nhé. Đấy, na răng hợp kim chứ không phải na răng bằng sắt, na răng hợp kim này. Có gioăng cao su chắn bụi bẩn ở cái thụt trước này. Tặng giỏ nhé, bên em tặng giỏ này, tặng giỏ cho khách luôn. Xe thì có sẵn sạc nhé, mọi người mua về là chỉ việc đi thôi, sạc cũng có luôn ạ. Rồi tiếp theo thì em sẽ review cho mọi người đến cái thụt này. Thụt năm nay tụi em lắp loại thụt rất là xịn, mọi người nhìn sát vào đây này. Đấy. Thụt này rất là xịn và êm mọi người nhé, rất xịn và êm luôn đấy. Rồi tiếp theo thì đến động cơ nhé, đó, tiếng động cơ nghe rất là êm. Nghe rất là êm mọi người nhé. Đó. Xe thì có 2 chìa và 2 chip. Mọi người có thể cất đi một bộ để sơ cua. Có thể mở trực tiếp ở trên Smart Key này. Đấy, 2 lần vào cái nút tia set này là mở xe. Và bấm nút mở khóa để tắt xe. Thì em mở xe đây rồi nhé. Đèn còi xi nhan này, đầy đủ hết. Đấy. Thế còn chức năng chống trộm đây nhé mọi người nhé. Mọi người bấm vào nút khóa ở trên cái Smart Key này, bấm khóa này. Thì bánh sau sẽ được khóa bằng điện tử đấy, khóa chặt rồi. Khóa chặt. Chỉ cần hơi rong hoặc hơi chạm nhẹ vào xe là xe kêu ầm lên và nó sẽ khóa chặt lại đấy. Không thể dắt đi được. Và mọi người tắt bằng cách là bấm mở khóa nhé. Đó. Con xe này thì bên em bán giá là 6.900.000 đồng bao ship tận nhà trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhé. Đấy, chỉ 6.900.000 thôi. Còn bên trong đây, mọi người quan sát này, đây là bình nhé, xe trang bị 4 bình bé này. Đấy, hôm nay em mới lắp cho cái bạn này, 21/8/2024 đi nhé. 4 bình bé, có chống chập cháy ở trong này, đây cầu chì chống chập cháy đấy mọi người nhé.
Với bộ bình này thì xe sẽ chạy được khoảng 40 cây cho một lần sạc. Và tốc độ thì được khoảng 38 km/h. Đó. Con này hoàn toàn thích hợp để cho các bà, các chị với các cháu đi học thì nó sẽ rất là hợp lý. Tốc độ vừa phải, xe nhỏ gọn. Đấy. Và con xe này thì bên em bảo hành xe là 1 năm. Những cái lĩnh vực bên em bảo hành thì đó là động cơ là 1 này, IC là 2 này, bình là 3 này. Ba cái này thì bên em bảo hành 1 năm. Còn những cái hệ thống ví dụ đèn, còi, xi nhan thì bên em sẽ bảo hành 6 tháng nhé. Thường thường xe thì nó chỉ hỏng những cái phần nhỏ nhỏ giống như cái còi ấy, thỉnh thoảng là hay bị hỏng thôi, chứ còn về những cái IC động cơ nó thì rất là bền rồi. Rồi, 6.900.000 mọi người nhé, bao ship toàn lãnh thổ Việt Nam luôn. Và bây giờ thì em sẽ chạy thử chiếc xe này ngoài đường, mọi người hãy cùng xem. Bây giờ em sẽ chạy con xe này qua cái đoạn sóc này xem cái hệ thống thụt trước thụt sau của nó như nào, mọi người cùng quan sát nhé. À. Chạy qua những chỗ gồ ghề như này mà giảm sóc vẫn hoạt động ok mọi người nhé. Xe chạy ở trên màn hình hiển thị là 38 km/h mọi người nhé. Đấy. Khi mà chạy mắc tốc độ là được 38 km/h, và khi bắt đầu mình đề ba đấy thì nó không bị giật, nó từ từ nó chạy lên thôi. Cho nên con xe này là thích hợp với lại các em học sinh cho đến các bà, các cô, các chú nhé. Đi con này đều rất là ok. Review xong con xe 133 Blue này, tính năng rất là nhiều và xe cũng rất là chất. Giá thì lại phải chăng nữa. Thì quý khách có nhu cầu mua xe này thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Chốt con xe nào đấy, thì mọi người đặt cọc trước cho em 1 triệu. Sau đó thì em giao hàng tận nơi, tận nhà. Quý khách kiểm tra đi thử ok sẽ giao nốt tiền còn lại cho bên giao hàng nhé. Thì với con xe này thì bên em có 3 mẫu màu này. Đầu tiên là màu đen tem bạc này, mọi người nhìn thấy không? Cái thứ hai nữa là màu đen tem đỏ này. Đó, em quay sát vào đây. Màu đen tem đỏ đây mọi người nhé. Rồi màu đỏ này. Màu đỏ mận nhé. Rồi đến màu xanh. Đây, em chạy đuôi đây. Màu xanh cửu long đây. Đấy, có 3 mã màu này thôi mọi người nhé. Quý chị cô bác chỗ nào và mã màu như nào thì hãy báo rõ cho bên em. Bây giờ thì em xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo.